khu vực Nam Sài Gòn, đặc biệt là khu vực Nhà Bè, quận 7, đã không còn quá xa lạ đối với các nhà đầu tư bất động sản, cũng như thị hiếu người dân khi chọn khu vực an cư lập nghiệp. Khu vực được biết đến là nơi xa hoa và tráng lệ, với nhiều cung đường yên tĩnh, đẹp đẽ hay các khu công viên xanh mát. Saigon Home có vị trí nằm tại đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, dự án còn nằm liền kề với các trục đường lớn như Nguyễn Tất Thành, Huỳnh Tấn Phát hay Nguyễn Văn Linh, thuận tiện di chuyển đến các quận lân cận như quận 4, quận 3, quận 1 và quận 8. Đây cũng là dự án đầu tiên và duy nhất có thiên đường trị liệu khoáng nóng tại gia, thành phố Hồ Chí Minh. Một số thông tin chi tiết của dự án như sau. Chủ đầu tư là GoTech Land, vị trí là số 10, đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7. Đơn vị xây dựng là Hòa Bình. Bàn giao dự kiến là quý 1 năm 2024 với các loại hình sản phẩm là căn hộ và shop house. Trong đó, căn hộ một phòng ngủ là 63m², hai phòng ngủ từ 77m² đến 88m², ba phòng ngủ từ 113m² đến 115m². Căn 2, 3 phòng ngủ đều có mặt tiền Bến Nghé, đều có view sông Sài Gòn. Căn hộ Saigon Home có tổng diện tích đất là 10.076m², được xây dựng với mật độ 40%. Dự án cho xây dựng 2 tháp căn hộ chung cư cao 21 tầng, 2 tầng hầm, tích hợp 3 tầng trung tâm thương mại và các công trình tiện ích tại tầng trệt, tầng lửng và tầng thượng, bao gồm có 3 thang máy, 1 thang hàng và mặt nội khu view hồ bơi, công viên quảng trường xanh mát. Saigon Home còn sở hữu những tiện ích nội khu đa dạng, đáp ứng được nhu cầu về tinh thần, vật chất cho quý cư dân như spa, hồ bơi, phòng gym, sân chơi thể thao, vườn cây, trung tâm thương mại hay công viên. Dự án còn phục vụ cư dân với công nghệ 4.0 như quản lý căn hộ bằng ứng dụng. Các khu công cộng đều được phủ sóng Wi-Fi miễn phí. Và đặc biệt, bên cạnh công viên ngoại khu cùng sông nước, dự án còn có công viên nội khu lên đến hơn 1 hectare, mang đến không gian sống mát lành, xanh, chuẩn mực mọi góc nhìn. Saigon Home có vị trí đắc địa ngay khi nằm trong trung tâm Nam Sài Gòn. Dự án được thừa hưởng cơ sở hạ tầng và không gian sống thoáng mát, đồng thời đem đến hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, phù hợp là nơi an cư lâu dài. Đối với nhu cầu đầu tư, Saigon Home cũng là lựa chọn tốt dựa trên các yếu tố tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng, đáp ứng nhu cầu ở thực và dễ dàng cho thuê. Và để biết thêm thông tin chi tiết về dự án căn hộ Saigon Home, quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline phía bên dưới. Bất động sản tiềm năng chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng và đáp ứng mọi nhu cầu về thắc mắc, cũng như những câu hỏi liên quan đến dự án cho quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất.